Bác Đi xin kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bác Sĩ Của Bạn. Thưa tất cả quý vị, chắc hẳn là trong chúng ta ai cũng có thói quen ngồi bắt chéo chân. Thế nhưng chúng ta vẫn thường được khuyên rằng là không nên ngồi kiểu như vậy, bởi vì về sau sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Cụ thể là sẽ ảnh hưởng như thế nào và làm thế nào để có thể từ bỏ được thói quen này? Trong chương trình ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Trước hết thì xin mời tất cả quý vị cùng đến với tiêu phẩm của chương trình. Chưa tính kỹ chưa? Kỹ chưa mà dám ăn vậy? Ừ. Rồi con tính rồi. Trời ơi, không thấy gì hết hả? Không, bị chứ... chặn hết. Đi đường nào, đi đường nào con Hiếu ơi? Xuống nè, xuống con mã đây nè. Làm sao mà xuống? Xong chưa, xong chưa? Thôi chú ơi, chú ăn thì chú ăn đại đi, chú cứ cày nhấp hoài. Cày nhấp gì? Chú đã dặn dò rồi, coi kỹ chưa? Mình phải tính toán kỹ lưỡng trước khi mình ra một quân cờ. Đâu có phải chú nhử con cờ ăn là nhảy vô đánh đâu. Trời, bao nhiêu lần như vậy á. Thôi thôi được rồi, giờ chú muốn gì con Chung? Muốn gì là muốn gì, hồi nãy giao kèo rồi. Đi nhậu không? Nhậu hả? Bây giờ chú sống lành mạnh lắm, nói không với rượu bia. Ôi ghê vậy? Ừ. Vậy thôi, một chầu cà phê. À, chú nói không. Không cà phê luôn. Không, cà phê phải uống. Trời ơi, đời còn cái gì nữa đâu mà không cà phê. Tưởng không cà phê luôn chứ. Vậy là chầu cà phê này con trả nha. Chầu này con trả cho. Mà hôm bữa chú có cái trà mà con gửi tặng chú á, chú có uống chưa? Uống rồi. Phải công nhận nha, từ đó đến giờ cái trà con đi là ngon nhất á. Trời ơi, trà quê con làm mà, trà phải... nhà con làm luôn á. Nhưng mà nó không phải là ngon là vì trà đó ngon đâu, mà tại vì con biếu khỏi trả tiền nên nó ngon. Trời, lần sau nhớ mua nhiều bịch đó nha. Yên tâm đi, lần sau con về quê con đem thêm vài ba bịch lên tặng cho chú. Tại vì lên con cũng đâu có uống được đâu. Ủa xong người ta nói là ở nhà con còn vài bịch mà, để chút xíu chạy qua chú lấy nha. Thôi chú. Hả? Vài bịch đó con biếu cho nhiều người nữa. Vậy hả? Trà ngon phải có bạn hiền. Bậy, rượu ngon mới có bạn hiền. Còn trà ngon á, bạn hiền bạn giữ gì uống cũng được hết á. Nhưng mà chú bỏ rượu rồi. Quên. Nên bây giờ là trà ngon phải có bạn hiền. Chào các bạn nha, chào các bạn nha, chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Rồi con chỉ lo đi đi ha. Con lo là lo cà phê cho chú đi ha. Ngày nào cũng qua đây chú chỉ cho đánh có thua trả cà phê cũng không sao đâu. Hồi nhỏ nha, trời ơi chú đánh cờ tướng thua hoài, bao mấy anh mấy cô mấy chú hoài đó. Mình cứ bao hoài riết rồi mà đánh cờ tướng nó tốt hơn, nó giỏi hơn, hiểu chưa? Thì ra là vậy. Mà con cũng bao hoài mà con thấy giỏi lên đâu. Tại vì á chú với lại chú Bảy á quánh cờ với con toàn là sát phạt không không à. Sát phạt cái gì đâu, không nhường nhịn một chút nào, không chỉ dạy đánh mà dạng như là cho mày chừa, cho mày chừa. Chỉ đi con giỏi rồi con ăn rồi mấy chú. Nè hết hồn. Tôi ngồi đó mấy người không thấy tôi vậy hả? Cần gì thấy cái người mà hứa hẹn sai giờ, hẹn hò sai giờ, hẹn cái gì cũng sai hết. Tôi cần phải quan tâm người đó. Trời ơi, tại vì có công chuyện cho nên mới đi thất hẹn vậy, chứ đâu có khi nào mà chú thấy chú hẹn tôi mà tôi có sai giờ chưa? Hãy cô Hương, con xin lỗi cô Hương. Có hẹn cô Hương rồi uống cà phê, nhưng mà nãy con xin lỗi là con làm lơ cô Hương. Bởi vì đây nhân vật này đã đá xi nhanh con trước, là lát nữa bà Hương mà bả ra trễ nha là mày cấm mày nói chuyện với bả nha. Đây nhân vật này nên con mới làm như vậy. Cô Hương bỏ qua cho con nha, đừng có giận con nha. Giận chứ sao không giận. Trời, tự nhiên cái hẹn tôi ra đây, tôi có công chuyện tôi nói trễ có một chút xíu thôi, rồi cái làm lơ tôi không dòm tới cái mặt của tôi là sao chứ? Kiểu gì kỳ cục vậy chứ hả? Bây giờ mình suy nghĩ lại đi. Giờ là gì? Giờ chắc là gì? Thời gian là vàng bạc, đợi chờ đánh gần hết bàn cờ luôn, thắng luôn đó. Vậy mà chưa ra là sao? Phải giận hờn thôi chứ. Con người mà chứ đâu có phải là cái gì á, cái gì gọi là búp bê đâu mà không biết giận, không biết hờn. Thôi chú rồi, trong xóm mình giờ còn có 2-3 ông bà già rồi, chơi nhau à. Chú giận cô Hương vậy sao được? Già rồi, sống mình nữa, có bạn bè để có gì hữu hỷ nữa chứ. Chưa nói chứ là chú cũng giận con đó. Ủa gì giận con? Con là đâm sau lưng chiến sĩ. Hồi nãy chú dặn là không nói chuyện, bây giờ tự nhiên đi mét là sao? Không, con phải nói lại để mời cô Hương, cổ nghĩ con là hả hổn sao? Đâu hổn gì, không thèm nói chuyện đó. Thôi quan hỷ đi mà. Không thèm nói chuyện đó. Hay quá, cái miệng đâu lẻo lẻo à. Ngồi xong ngồi bình thường vậy đi, kéo cái đẳng quan chi. Tôi đã nói hoài đừng có kéo nữa, mà sao chú cứ kéo hoài vậy? Tôi thích vậy ta, tôi thấy ngồi về nó vui nè. Ngồi đi uống cà phê nó vui nè. Hay quá à. Ủa mà cô Hương, cái này con thấy là cô hơi kỳ á. Sao? Cô giận chú Hậu sao cũng được, nhưng mà cái về cái dáng ngồi á con thấy có gì đâu. Ừ. Đâu có gì đâu mà phải gây nhau. Dáng ngồi vậy cũng được mà, bắt chéo chân con cũng hay bắt vậy này. À dạ. Hay quá à. Hay quá, nó sửa mũi móng tôi. Con biết ngồi vậy là bệnh không? Trời, ngồi vậy là bệnh sang á. Bệnh sang giàu đồ, người ta ngồi bắt chéo chân. Bệnh chảnh. Đó, qua đây nè, đó là đưa chân đây là thấy không? Cái thế nè. Đó. Hả? Chéo nữa. Chứ ngồi vậy đẹp mà chéo. Đẹp cái gì? Trời ơi, chú ơi, cứ ngồi cái này là bệnh đó. Chú biết sao không? Chú ngồi chéo như vậy, cái xương chậu của chú á, nó đứng một chỗ, nó không có lắc qua lắc lại, phải không? Rồi á, nó sẽ cứng, rồi cái nó làm cho chú đó hả là đau cái lưng nè, rồi đau tới cổ luôn nữa nè, biết không? Phải không? Rồi sao nữa? Trời ơi, cái này á là người ta nói bệnh là như vậy đó, cho nên á chú phải có cái cử động, đừng có dắt quá. Chú dắt lâu như vậy nè, cái xương mau chậu của chú đó nó không có điều khiển được, nó không có lắc được, rồi nó sẽ xây ra cho chú là cái bệnh, biết không? Rồi á nó làm cho cái xương sống của chú nè, cái cẳng cổ của chú nè, bệnh nè đó, đủ thứ hết trơn. Nó cho chú hay nha, đừng có ngồi chéo vậy nữa, không có tốt đâu. Không, con thấy là thế này, theo con nghĩ giờ nếu mà ngồi chéo vậy là cái xương sống mình bị vẹo á. Ừ. Mà vẹo xương sống là nó sẽ chèn mấy cái dây thần kinh ở trong xương sống lên tới cổ á. Ừ. Nó cũng có lý ha. Có nghĩa mình ngồi vậy cái hông mình nó không cân bằng. Cái xương chậu mình đó, cái xương chậu mình phải xoay. Cái nó xoay về cái lưng mình nó sẽ mỏi. Cái nó ảnh hưởng cột sống. Cái nó ảnh hưởng tới cổ mình, đúng không? Đó. Rồi trời ơi, như vậy nó có thể hình như là mình hay mỏi cái chân này, có thể là giãn tĩnh mạch chân này, đúng không? Đúng. Trời ơi, sao đã không biết mà còn không chịu làm. Tại bây giờ chị nói mới sực nhớ ra, hình như có cảm giác như vậy. Có cảm giác hả? Nhưng mà có đúng không? Đúng. Giờ nhiều lúc mình suy đoán nhưng mà thực sự có đúng hay không? Đúng. Cái đó nó làm cho mình giãn tĩnh mạch luôn. Mà giãn tĩnh mạch là thua luôn đó. Ôi trời ơi, bây giờ bằng cách nào để chữa cái này ta? Chẳng lẽ bây giờ phải bỏ mà trong khi cái dáng ngồi thì mình đang thích mà. Ngộ quá, làm như bác sĩ hỏi tới sao hồi nãy không nói, không hỏi không nói đi, giờ nói được cái nói quá trời à. Hay là vậy này con, hay là mình nghe lời chị đi, dẫn chú đi hỏi bác sĩ đi. Nếu mà ngồi vậy không ảnh hưởng gì hết thì ngồi tiếp, mà nếu lỡ có ảnh hưởng thì bỏ luôn cái kiểu ngồi này hả? Con cũng bỏ luôn, con cũng hay ngồi vậy lắm. Thôi chú cháu mình đi hỏi bác sĩ đi. Tôi đi nha, cảm ơn chị nha. Có cho tôi đi không? Chị ở nhà đi. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, bác sĩ khách mời trong chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay đó chính là thạc sĩ bác sĩ Lê Bảo Lệ. Xin chào bác sĩ. Xin chào bạn Nên, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những cái thói quen mà rất là nhiều người gặp phải, ngay cả bản thân Bá Niên cũng gặp phải nữa, đó là thói quen ngồi bắt chéo chân. Thường thì chúng ta có thói quen là ngồi bắt chéo chân để chúng ta tạo một cái cảm giác cho cái ngoại hình của chúng ta nó đẹp hơn và nó thoải mái hơn. Nhưng mà mọi người nói là không nên ngồi bắt chéo chân bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cụ thể thì cái việc mà ngồi bắt chéo chân nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe thưa bác sĩ? Chúng ta thấy là mỗi người thì đều có một cái thói quen ngồi để làm tạo cho mình cảm giác thoải mái. Tuy nhiên là không phải là những cái tư thế nào gây thoải mái thì cũng đều tốt cả. Và do đó thì cái tư thế bắt chéo chân là hay gặp, và đối với phụ nữ chúng tôi lại rất hay ngồi bắt chéo chân. Nhưng mà về lâu về dài khi ngồi bắt chéo chân nó có thể gây đau vùng cổ, đau vùng lưng, đau vùng hông, đau gối, và gây có thể làm nặng hơn tình trạng suy giãn tĩnh mạch và thậm chí là ảnh hưởng tới dáng đi của chúng ta. Tại sao lại như vậy bác sĩ ha? Vì khi mà chúng ta ngồi bắt chéo chân có nghĩa là chân bên một bên đặt lên chân bên đối còn lại thì nó sẽ làm cho cái chậu hông nó không còn được cân bằng, mà chậu hông sẽ nghiêng về một bên, và để cơ thể chúng ta khi mà muốn cho cân bằng trở lại thì vùng cột sống nó phải lệch sang cái phía bên đối diện để làm cho cái cơ thể cân bằng khi mà chúng ta ngồi chéo chân như vậy. Và lâu dần thì làm cho cái cột sống mà lưng và cổ nó không được thẳng, và nó vô tình nó phải chịu cái lực nhiều hơn so với bình thường. Cả lưng cổ cũng phải chịu lực nhiều hơn, hông gối thì chịu sức đè nén, của chân bên kia bắt lên, do đó mà về lâu về dài sẽ gây đau các cái vùng như tôi đã nói. Ngoài ra một cái tình trạng nữa đó là khi mình bắt chéo chân như thế này thì nó sẽ làm cho vùng ở phía dưới vùng sau khoeo nó bị đè, thì làm cho cái tĩnh mạch hồi lưu của vùng cẳng chân nó đi lên trở lại tim nó sẽ kém hơn và làm nặng hơn cái tình trạng suy van tĩnh mạch. Hoặc là một cái vấn đề nữa là khi mà mình ngồi bắt chéo chân thì nó sẽ làm cho cột sống thì nó sẽ bị cong lại bên đối diện, vùng hông nó chịu lực cũng không đều, dẫn đến các cơ vùng sống và vùng hông nó cũng sẽ phát triển không đều, bên chịu lực nhiều hơn thì nó sẽ to hơn và bên kém chịu lực hơn thì nó sẽ nhỏ lại hơn. Cái đó dẫn đến làm cho cái tư thế của chúng ta nó cũng không còn được thẳng như lúc đầu nữa. Ngồi bắt chéo chân nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy một cái tư thế ngồi mà đúng khoa học mà nó tốt cho sức khỏe là một tư thế như thế nào thưa bác sĩ? Cái tư thế mà tốt nhất cho cơ thể của chúng ta đó là hai chân chúng ta sẽ ngồi đặt song song như vậy, lưng và cổ thẳng. Thì đây là cái tư thế mà làm cho lực nó được phân bố đầy đủ trên cột sống từ cổ, lưng và xuống chậu hông, và nó vì nó phân bố đều, không có một điểm nào chịu nhiều thiệt hại hơn so với cái điểm còn lại, thì dẫn đến là toàn bộ cơ thể nó sẽ được phát triển cân đối. Và đây là cái tư thế mà có lẽ là chúng ta, các quý vị khán giả chúng ta cũng nên tập từ bây giờ và từ bỏ những cái thói quen ngồi không tốt. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Quả thực là có những cái thông tin mà nó gần gũi rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không để ý, đặc biệt là cái tư thế, cái dáng ngồi. Thưa tất cả quý vị khán giả, qua chủ đề ngày hôm nay hy vọng rằng là tất cả quý vị khán giả chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn về những cái tư thế ngồi làm thế nào để có thể tốt cho sức khỏe của mình, và đặc biệt là nếu như quý vị nào có cái thói quen mà ngồi bắt chéo chân thì chúng ta nên từ bỏ dần, bởi vì như bác sĩ của chương trình cũng chia sẻ là về lâu về dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Bảo Lệ đã đồng hành cùng với chương trình bác sĩ của bạn ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những thông tin bổ ích. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng của chương trình bác sĩ của bạn cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.